trắng hồng ấy trông kìa. Nó đang có màu rất là đẹp này. Đấy. À, ô, nó làm cho mình tắm này. Ô, nó nằm dưới này cho tắm này. Nó làm cho mình tắm luôn mọi người. Ô, chứ, bỏ cái tao ra đây, nó lăn cái bẹp dúng. Thôi, nó làm cho tắm cái đẹp ạ. Ôi giời mọi người. Đến đâu trắng đâu. Mà tắm cho nó lại thích sao ấy. Nó thích à? Đang làm chơi luôn. Làm cho mình tắm ấy. Người ta bảo dày như da trâu. Đánh sừng rồi, đen đánh sừng. Cội đầu ấy. Ôi cái sừng của nó cũng màu hồng rồi. Sừng của nó màu trắng. Ý, ta xem mày. Ui trời nhai cái này tạ trời con ơi. Nhưng mà vợ thấy con này nó lạ thật. Vợ cũng về lên đây vợ nhìn thấy nhiều trâu nhưng mà không thấy con này. Nó phải thay răng đôi cơ thì. Răng đôi là răng đấy, đây nó đang răng một à. Cả nhà nhìn nó nhai vậy. Lần đầu tiên mình nhìn thấy trâu nó nhại này đấy nhá. Là trâu trắng này, hiếm luôn con nhỉ. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đấy mọi người, thì cái bé trâu này thì đã được bố mình xỏ mũi cho rồi. Cái này nó là đực hay cá đấy chứ? Nó là đực. Thằng trâu. Thì bây giờ là một. Ê, cứ cho nó đái cơ. Mình sẽ tắm cho nó mọi người. Ô, con này trắng hồng ấy trông kìa. Nó đang có màu rất là đẹp này. Ấy. À, ô, nó làm cho mình tắm này. Ô, nó nằm dưới này cho tắm này. Nó làm cho mình tắm luôn mọi người. Ô, chứ, bỏ cái tao ra đây, nó lăn cái bẹp dúng. Thôi, nó làm cho tắm cái đẹp ạ. Ôi, nó ngoan rồi. Ngoan thật. Đấy, đem xong con lấy bàn chải. Lấy bàn chải ra đánh cái mảng mông nó đi. Thế nó có ngứa, nó có đau không? Ô, nó uống nước kìa anh. Ừ, kệ nó. Chắc là chích bơi đúng không nhỉ? Thôi, mọi người đấy chứ. Nó lạ mà tại sao mà bây giờ nó lại làm nó cho mình tắm cho nó này mọi người. Mà nó sống thân quen nhỉ. À, đấy. Mình vừa phải nhờ bố mình xóm ui cái màu da của nó hồng đi. Ôi, sao da nó trắng hồng nhỉ. Ừ. Nông nó trắng nhưng mà da nó lại hồng. Ôi trắng sao lông mi của nó trắng kìa. Bạch kim luôn. Đấy, tắm mà tắm cho nó phát là nó nằm luôn. Nhá chưa. Chú trâu này rất là khôn. Nó lăn ra đấy nhá, nó lăn này, nó lăn ra này. Trông đừng tắm mất tai nó nhá. Ừ. Đẹp trai chưa? Ôi giời ơi, Mark giờ chỉ đứng số 2. Ôi Mark lượm, à quên, Mark ở đứng số 1, nó đang lăn lằn ở trong kia. Đấy mọi người ạ, rất là lạ nhá, tự nhiên là từ năng mộ tướng quân nhà mình thì lại có một chú trâu trắng lại về đấy. Đấy, ôi anh, bây... anh ta đang uống nước. Sau bây giờ là mình lại nuôi nó luôn mọi người ạ. Mắt nó bị xước rồi chồng. Ừ, mắt nó bị xước. Nó lại ở đâu về đây nhỉ? Không biết. Nè, chân tay nó này. Cái sừng của nó cũng khác nhé, cái móng của nó cũng khác. Nó khác nhé. Hoàn toàn với cả những con trâu ở đây nhỉ, vợ chưa nhìn được. Ô, con này nhìn đẹp trai nhỉ. Nó trắng. Ô, nó trắng thôi, nhìn nó đẹp trai. Cái móng của nó mọi người nhìn này. Cho ta sờ một cái. Cái móng chân nó cũng trắng. Nè. Ừ, trắng hồng. Ờ, cái sừng nó cũng trắng. Mà nhìn nó hiền nhỉ. Ừ. Hiền nhưng mà cái mặt nó nhìn nó rất là lanh lợi nhỉ chồng nhỉ. Ừ. Đây này. Mình sẽ tắm cho nó mọi người. Ở nhà ta ta nuôi nha. Tắm cho nó sạch sẽ đi cho nó. Nó chỉ ăn cỏ thôi à chồng. Trâu không ăn cỏ hay ăn cái gì? Nó ăn cơm không? Ăn cháo. Mày cháo. Ăn cháo không? Ăn cháo, cháo với cả bọn chó. Ở đấy, nó quý anh à? Đấy, đuôi nó như đuôi ngựa ấy. Ờ, cái đuôi nữa à? Nó em chưa nhìn thấy con màu con, trắng, con. Lông màu trắng. Em chưa nhìn thấy con nào như này. Đen nhìn thấy con nào như này chưa? Nhờ. Con này là khác con trâu ở dưới này, nó toàn màu đen mà. Đấy, con bỏ cái xà phòng ra đây cho bố. Ấy, ngớ mông. Ôi, kín đâu chẳng đấy. Đấy, thấy chưa? Ôi, nó chắc là nó lâu lắm rồi chẳng ạ. Nó ở rừng thì ai biết được nó ở đâu đến thì. Ồ, con này nó chắc là vợ nghĩ là con này nó là có con trâu mẹ đấy nhỉ. Xong nó đẻ ra không một. Đấy. Rồi đây. Ôi giời, khéo mũi bạn luôn. Đấy. Ô mô chuyện tờ rửa vết bẩn đấy. Rắc muối. Ôi giời mọi người. Đến đâu trắng đâu. Mà tắm cho nó lại thích sao ấy. Nó thích à? Đang làm chơi luôn. Làm cho mình tắm ấy. Trắng thật. Xin chào tất cả mọi người nhá. Đây là hai cái sản phẩm chính. Đấy, mang thương hiệu sản phẩm thực vùng cao của mấy thầy trò mình mọi người nhá. Thì trên tay mình đây nó là một miếng cao rắn hổ mang. Đấy. Ở bên này nó cũng là một miếng cao chăn. Đấy. Thì toàn bộ chăn và rắn hổ mang đều là hàng tự nhiên anh em mình bẫy bắt được. Thì anh em mình về đã nấu thành cao và đóng hút chân không một cái túi nhài mọi người nhé. Mỗi một miếng nhài sẽ là một nạng cao rắn hoặc là cao chăn. Thì cái tác dụng của cao chăn và cao rắn hổ mang này nó đặc trị về vấn đề xương khớp, đau mỏi xương khớp, vai gáy và các khớp tay khớp chân.
như đau dây thần kinh tọa nhé mọi người nhé. Thì sử dụng cái cao chăn và cao giãn hổ mang này chỉ trong vòng từ 3-5 ngày thôi là mọi người đã thấy cái kết quả của nó rất là tốt rồi. Đấy, thì mọi người có nhu cầu về cao chăn, cao giãn để đặc trị những bệnh về xương khớp thì cứ liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình sẽ để trên màn hình của cái video ngày hôm nay. Thế còn đây là một cái sản phẩm rất là tốt, cực kỳ tốt của mấy anh em mình. Tức là đây là toàn bộ đây là lấm linh chi mọi người nhé, tức là lấm lim ấy. Cái lấm lim này thì toàn bộ là lấm lim bao tử, chứ lim này là lấm này là chưa có mũ xòe mọi người nhé. Tức là mình gọi là lôm na là lấm là mầm ấy, thì cái hiệu quả của nó rất là tốt. Đấy, nó đặc trị về các bệnh, về rất là nhiều bệnh sàng lọc những chất độc trong cơ thể con người mình, và nó có một công dụng là ngăn ngừa tế bào ung thư được hiệu quả rất là cao. Đấy, các bệnh về tiểu đường, tim mạch rồi gan thận đều sử dụng lấm linh chi này rất là tốt. Thì mọi người có nhu cầu về lấm linh chi, cao giãn hổ mang cũng như cao chăn thì liên hệ qua số điện thoại của mấy thầy trò mình nhé. Cắm đây hai cái bàn chải, một cái bàn chải nữa mà cọ cho nhanh. Con nằm cho mình tắm luôn mọi người. Bàn chải trong phòng trên nhà con ạ, xong rồi bên cái phòng tắm bên kia ấy. Hay nhỉ. Thơm luôn. Thơm mùi. Trâu trắng nhà mình á như này mọi người. Ôi nó nằm kiểu lạ nhỉ trong này, nó nằm kiểu khụy cái đầu gối xuống ấy nhỉ. Như kiểu quỳ ấy nhỉ. Hay là con trâu nó làm như này à anh? Châu nắm này mà à. Ông nhìn thấy bao giờ. Ông sấn mũi cho đẹp thế. Ông buộc mũi cho đấy. Ở nhà ông mới buộc mũi được mọi người. Đoạn đấy hơi đen, chắc phải tắm hai lần sạch phòng ấy. Úi. Ui nó trắng này. Trắng hồng. Đổi màu rồi. Đấy, sướng ấy, sướng rỗi luôn. Mặt sạch nhờ, mặt sạch thế mà người thì bận như châu. À mọi người nhìn này, ui giời, phê luôn. Ôi cái nông mặt nó màu trắng, trắng rồi, cái mặt nó màu trắng thì cả nhà nhìn nó đẹp trai chứ. Ôi bôi xà phòng của con này. À nó có cả ve này. Con cái châu rồi. Rồi. Để bắt con ve đi cho nó. Đấy, ve. Cứ tắm vậy nó hết rồi. Chắc là nó ở trên rừng nó không được tắm nhỉ? Yeah. Rừng nó chỉ đẫm nước thôi, nóng nó đẫm nước. Đó, đổ xà phòng lên. Đó, tắm. Thế thì nó ngứa đi, anh tắm mà nó thích. Thế nó nhìn thằng đen. Thôi. Thôi con bỏ cái đấy đi, không muốn nó sợ nó lại đứng dậy. Mẹ tắm cho sạch sẽ thế làm gì ấy. Phê. Đen sướng, đen thích nuôi trâu. Con thích nuôi trâu không? Có. Cho con nuôi này nhá. Bố cho này đi chăn nhá. Chăn luôn nhỉ. Vài nữa mà không ai nhận. Ôi nó to nhỉ. Con này. Nhưng mà ở đây làm gì có trâu này đâu anh. Ừ, vợ chưa nhìn thấy bao giờ. Chưa nhìn thấy con trâu trắng bao giờ. Ở dưới quê nhà vợ chả bao giờ nhìn thấy con nào như này. Nó trắng kiểu gì. Nó trắng nó hồng nhỉ. Ừ. Trắng hồng ấy. Mà tắm rửa cho lại nằm im này. Ừ. Nó ngoan. Nhai nhai gì ấy? Ăn cơm không? Con này phải tắm vài lần mới hết. Đúng rồi. Mới sạch được. Nhưng mà tắm xong cái màu lưng. Thôi đẫm nhiều rồi sạch rồi. Cho bơ ấy nhỉ? Đen nhỉ? Đẫm. Ôi đẫm nó lại đẫm vào ngay vào bãi bùn thì thôi đấy. Thành trâu đen luôn. Cái đuôi ấy tắm hơi lâu, con đẻ xuống cái làn ấy xong cho xà phòng vào đánh. Nhưng mà nó thích. Nó thích đi anh ạ, chứ nó không ấy đâu. Nó không đau đâu. Người ta bảo dày như da trâu. Đánh sừng rồi, đen đánh sừng. Gội đau ấy. Ôi cái sừng của nó cũng màu hồng rồi. Sừng của nó màu trắng. Ấy con ở tai nó có con đi, à, con vo ve à? Con ve trâu. Con ve trâu nó giống con ve chó. Không. Như này con này có bâu của người không? Không. Chỉ vo không vào. Hiểu rồi. Trâu thôi. Gặt đuôi của nó. Quay hình mông. Vẫn nằm nguyên một trạng thái. Mông. Ê, mông bị. Chim cò đàng hoàng á. Dai á. Dai còn được. Gái thì thôi. Dai, nhà này trộn dai. Tần đực ơi.
Ê làm luôn nha. Nhưng mà nó hôm nay hai bố mình quay là tắm cho trâu mọi người. Ô cái đây lông đuôi nó cũng trắng này. Cái lông của nó bị cái đuôi của nó bị bẩn đấy cháu. Ừ. Anh phải đăng ký. Anh phải giặt hai lần cái đấy thì mới được. Cái này bố tí ấy, nếu mà giàng giàng cái chỗ hồ mình ấy. Nó tự quẫy đuôi nó. Nó nắng. Nó nắng. Nắng như còn. Cho nó chỗ nào mát ấy, cho nó ra đằng sau đồi mình kìa. Chúng cho chúng mua thì mình ra ở gần nước đây, đắng lên được rồi. Tí con ra con buộc nhé. Đấy. Thấy chưa? Một chú trâu trắng. Tự nhiên lại có lộc về nhà mình mọi người ạ. Mà hôm nay là đầu, gần đầu tháng hôm nay là 29 là 30 rồi đấy. Đấy, ui giời. Trắng phao. Ôi con này nó còn to hơn cả cái con mà đợt trước nhà mình mua ở cái lò mổ ấy nhỉ. To hơn. To và gấp rưỡi nhỉ anh nhỉ. Ừ. Quả đuôi buồn cười nhỉ. Đen khoái. Sao bạn? Bạn này. Đặt tên mày là gì rồi? Đặt tên là Châu. Không, Châu thì nó tên là Châu. Tên... Đặt tên là Lão Bạch. Lão Bạch. Đặt tên là Lão Bạch nhá. Bạch công, bạch bạch Châu, bạch công tử. Mai sau đen bảo, đi cười. Bảo ấy chứ, đây con đen. Chưa bảo ra. Mai sau đen cưới vợ mẹ cho đeo lơ cho Châu này xong là cho nó cưỡi, nó chở con đi. Bằng xe hoa. Ừ, đúng rồi. Mình cưỡi bạch mã này đi. Về tắm vài lần nó mới sạch được xinh. Ở cái đấy nó két vào rồi. Xin cái đầu này, cái mát nữa. Ê, nhắm mắt kìa, rửa mặt cho nó đi. Ê, răng, ô lông có răng hả anh? Nó có một hàm thôi. Nó chỉ có hàm dưới thôi. Thế đó, thế nó nhai kiểu gì? Nó nhai bằng cái lợi của nó. À, làm nó đi. Anh kìa. Không phải kìa. Nhưng mà nói đến tắm hay mắt sạch tinh là ngã nó luôn nhỉ? Nó chỉ nhai thôi, bên trong nó còn cái chỗ mà nó gì nó mà có bốc không? Thế á? Đấy, mọi người thấy con trâu ở nhà mình. Nhai hai lần mà. Hay chưa? Nhai đi nhai lại hả? Con này công nhận hay thật. Con này công nhận là nó thân thiện. Bắt mấy con ve đi cho nó. Con ve. Đây là để cho đen trong là yên tâm này. Đen trong mà đen thích. Thì đen nhà mình nó thích nuôi trâu lắm cả nhà. Nó thích chăn trâu lắm. Hôm nọ còn đòi mua ở bên kia. Hôm nọ đòi mua là có lộc thế này lại bạn trâu này bạn lại về nhà mình nhỉ? Hôm nọ con hỏi mua cô ấy là châu được cái châu cái. Thế bây giờ không nghe được cái. Con này nhà mình là con châu rồi ấy. Nhở? Chưa. Con này vẫn là con nghé thôi. Sao nó to nhỉ? Con này mà nó to hết cỡ thì nó to lắm mà chồng. Nó tầm nếu to nó tầm 5 tạ. Uầy. Ý mày đẹp trai thế chị. Ta xem mày. Ui giời nhai đi. 2 tạ con ơi. Nhưng mà vợ thấy con này nó lạ thật. Vợ cũng về lên đây vợ nhìn thấy nhiều trâu nhưng mà không thấy con nào nó phải thay răng đôi cơ thì răng đôi là răng đấy đây nó đang răng một à cả nhà anh nhìn nó nhai vậy. Lần đầu tiên mình nhìn thấy trâu nó nhai này đấy nhá là trâu trắng này, hiếm con nhỉ. Nhìn nó buồn cười trắng nó mới là hiếm có ấy. Có đuôi này đại bộ của pháp đại bộ của pháp. Thôi đứng dậy đi xong rồi dậy đông cháu này. Đi dậy ông cháu ơi, xin tắm một bên à? Ôi bên này tắm một bên. Ôi dậy đi. Đang mát mà. Đang mát. Đang mát, đang làm đẹp trời. Thì bố con mình đã tắm xong rồi, chú nghé đây rồi. Đấy, gọi là chú Châu. Trông gọi nghéo, xem mà nó có bị được nghe tên giống cái con nghé kia nó kêu không? Nghéo ơi. Không phải con trâu là con trâu hoang dã rồi anh ạ. Anh nhở, thì con trâu mà mình giải cứu kia nó như con được, là mẹ con... nó đẻ ra nó nuôi nên là nó nghe tiếng đấy là nó đi theo ấy. Con này đây anh gọi nó chả bảo gì. Con này nó lớn rồi. Thế không biết là con mẹ nó không ở đâu con gì? Này là vợ nghĩ con này là con hoang dã rồi. Thì hoang dã thì phải có mẹ nó đẻ. Mẹ nó đẻ xong rồi mẹ nó kệ nó tự đi. Đấy. Mọi người nhá, thì trước mắt thì chưa có ai nhận cả nên là nhà mình sẽ để lại con này để nuôi. Đấy, một chú trâu trắng rất là hồng hào, rất là đẹp mọi người nhìn này. Đấy,
thì mình sẽ để nuôi lại chú trâu này với mọi người nhé. Thì mọi người xem video thì nhớ like đến cái kênh, ủng hộ mình cũng như ủng hộ toàn thể anh em trong team Sáng Phát Từ Vùng Cao. Đấy, mọi người có yêu quý chú trâu thì cho chú trâu xin một cái tên. Mọi người nhá, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người nhá.